Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Hôm nay thì tiếp tục sale cho anh em những cái món đồ nhỏ nhỏ ha. Anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể mua. Rồi đầu tiên là nó sẽ có một số cái món giá khá là rẻ. Ví dụ như đây là cục sạc adapter này. Anh em mà có những cái viên pin mà pin 2A hoặc là 2.5A hoặc là 3A gì đó mà thì anh em có thể sử dụng cái sạc này để anh em sạc, chứ thay vì anh em mua thêm cái sạc đế nó mắc ha. Đó, sạc này thì em đang hỗ trợ cho anh em giá là 50.000 một chiếc nha anh em. Rồi nếu mà anh em nào mà cái sạc cần cái sạc đế lớn hơn xíu thì anh em sẽ có là cái sạc S20 như thế này. Đó, sạc này thì giá nó là 180.000 một cái ha. 180.000 sẽ bao ship nha. Còn cái sạc kia 50.000 là chưa bao gồm phí ship nha anh em. Rồi lớn hơn một chút xíu nữa thì đây là sạc S25A thì nó mới về lại của Decton. Thì nó có màu xám Galaxy ha. Thì cái sạc này nó sẽ nhanh hơn so với cái sạc S20 một chút xíu. Anh em có thể sạc được pin tầm 4A hoặc 5A đổ lại là cũng ok nha. Rồi giá là 220.000 ha. Rồi tiếp tục là nếu mà anh em nào mà cần cái sạc lớn hơn nữa thì anh em có thể tham khảo giùm em cái sạc này S40F ha. Thì sạc 4.0 thì sạc này dành cho pin tầm 3A đổ lên hoặc là tốt nhất là từ 4A đổ lên là ok. Nhưng mà lưu ý là cái sạc S40F này thì anh em sẽ sạc cho những cái viên pin nó có dòng xạ cao chút xíu nha anh em. Còn ví dụ như những viên pin mà dòng xạ thấp thì nó sẽ không có nhận được ha. Rồi cái sạc S40F này thì giá nó là 300.000 hỗ trợ bao ship nha. Rồi tiếp tục nữa là nó sẽ có cho anh em một cái dòng sạc hai cái mẫu này thì nó sẽ tương đương nhau. Đây là cái mẫu S40 Plus ha. Thì cũng là sạc 4.0 luôn nhưng mà nó sẽ có cái quạt nó to hơn chút xíu. Thì sạc S40 Plus này thì giá của nó là 350.000 ha. Đó. Rồi một cái dòng sạc nữa mới về của Decton đó là sạc S65 Pro. Thì sạc S65 Pro này hiện tại nó sẽ sạc được cho ba cái loại pin. Một đó là pin 4015 Pro Max mới về ha. Hai đó là pin 6015 Plus. Và thứ ba đó là viên pin 7500 Plus nha anh em. Thì nó sẽ sạc được cho cái sạc S65 Pro này. Thì sạc này là sạc siêu nhanh. Ví dụ với cục pin 4015 Pro Max thì nó sạc đâu đó khoảng tầm 35-40 phút là nó đầy ha. Cục sạc này thì cũng sẽ hỗ trợ cho anh em giá đó là cục sạc này 400.000 nha anh em. Rồi cục sạc S40 Plus này cũng là giá 400 ha. Sorry anh em nha, hai cục sạc lớn là đồng giá. Còn cục sạc S40F này thì em đang hỗ trợ là 300 ha. Rồi đó là một số cái sạc. Rồi sẵn tiện thì sẽ có một số cái mẫu nhỏ nhỏ đây. Đây là cái kính bảo hộ ha. Thì kính bảo hộ này thì anh em nào lấy thì giá nó là 50.000. Anh em có thể gom lại chung đơn, em ship luôn một lần ha. 50.000 một chiếc. Rồi cái đế này là để gắn chân pin. Anh em lưu ý là màu vàng này nó không phải màu vàng đâu nha anh em. Tức là cái đế mà em bán cho anh em á, nếu mà anh em nào mua thì nó sẽ màu xanh, kiểu như màu xanh Decton như thế này nè. Chứ cái màu vàng này là nó không có ha. Màu xanh là chủ anh em mua là nó sẽ em gửi sẽ gửi màu xanh, xanh Decton. Giá nó là cái đế này là 20.000 một chiếc nha anh em. Rồi cái nắp đậy chân pin đó. Nắp đậy đế pin ha, thì cái này cũng 20.000 một chiếc. Anh em nào mua thì anh em có thể liên hệ ha. Những cái này thì bên hãng họ có bán, nên là anh em muốn lấy số lượng nhiều hay gì đó vẫn có nha anh em. Còn ví dụ như một số cái mà bên hãng không có bán là anh em kiếm không có ra đâu. Rồi cái này là 20.000 một cái luôn. Rồi cái này là cái cốc đựng bụi ha. Cốc đựng bụi anh em dùng cho máy khoan thì cái này là 25.000 một chiếc nha. Rồi thước dây của Hukan, thước dây 5m nha. Cái thước này cũng khá là ok ha. Xài cũng ngon lành. Đó, cái này là 30.000 một cái. Đó, anh em nào lấy thì cứ lấy kèm, em gửi chung cho. Rồi tiếp tục là sẽ có cho anh em đó là cái bình giữ nhiệt của Hukan. Bình này là bình 500ml ha. Đó, cái này thì bữa giờ bán cũng nhiều ha. Giá của nó là 50.000 một chiếc thôi. Anh em nào mua thì mua kèm. Rồi một cái túi, túi đeo chéo ha. Túi đeo chéo em còn được một vài cái. Rồi cái túi này thì 100.000 một cái nha anh em. Cái này anh em bỏ những cái máy, ví dụ máy khoan, máy bắn vít gì đó, anh em thắt lưng được ha. Nó còn thêm một cái sợi dây đeo thắt lưng nữa nha anh em. 100.000. Rồi tiếp tục là túi chống sốc ha. Túi chống sốc này thì size này là size cũng không phải nhỏ. Size này size, nói chung là anh em đủ để được chắc khoảng tầm 2 cái máy với lại 2 viên pin. Đó, giá của cái này thì cũng là 100.000 luôn. Rồi, có một số món nhỏ nhỏ ha. Bây giờ qua món lớn ha. Ở đây em có cái quạt mini ha. Bữa giờ anh em hỏi cái quạt mini này khá là nhiều. Quạt của Hukan.
Đó, 700 mini nha. Con này là chạy từ ha, nó sẽ có 3 cấp tốc cho anh em. Ở dưới này thì nó sẽ có hai cổng sạc điện thoại ha, cổng USB, nhưng mà cái cổng này thì sạc nó lâu lắm nha anh em. Em báo trước ha. Nên là cái này thì chủ yếu là xài cái quạt thôi, chứ sạc gọi là trường hợp cấp bách quá thì mới sử dụng để sạc điện thoại thôi, chứ anh em sạc nó lâu lắm nha. Rồi cái quạt này thì 250.000, cũng hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp tục là một cái đèn ha. Đèn này là đèn đèn 12 led mà 12 led 15W nha. Đó, đèn này thì đèn tròn ha. Cái đèn này nó cũng có cổng sạc USB luôn nha. Rồi cái đèn này là 150.000. Rồi tiếp tục nữa là đèn, anh em thích cái đèn lớn hơn thì sẽ có cái đèn 4 inch 27 ha, tức là đèn này là đèn 16 bóng led và 27W nha. Đèn này nó cũng sẽ sáng gươm ha. Rồi giá của cái đèn này là 180.000 nha. Rồi tiếp tục đó là cái đèn của Deathtone ha. Cái đèn này là đèn 360 lumen nha anh em. Đèn này thì nó sẽ có hai cấp độ sáng và một chế độ cảnh báo ha. 250.000, hỗ trợ 3 ship cho anh em. Cái này là cái thân đèn không, chưa bao gồm pin nha anh em. Rồi tiếp tục là có cái bộ khẩu nè. Bộ khẩu 10 món ha. Đó, bộ khẩu 10 đầu khẩu như thế này. Thì cái bộ khẩu này cũng không phải là quá xịn ha, nhưng mà kiểu như anh em xài gia đình cá nhân đồ thì nó vẫn đáp ứng được. Ví dụ anh em nào mà có ô tô cá nhân riêng á, mua bộ khẩu bỏ theo để mở những con ốc đó. Còn anh em thợ thầy thì anh em mua những bộ khẩu xịn hơn anh em xài nha. Bộ này thì giá của nó là 120.000 ha. 120.000 đó, bộ khẩu 10 món này. Rồi tiếp tục là này là pin D16, pin 16.8V của Deathtone nha anh em. D16B2000 ha. Cái này pin mới 100% luôn. Đó, em giao cho anh em sẽ có đầy đủ vỏ hộp mới hết luôn, nguyên tem luôn. Thì viên pin này thì bán cho anh em 320.000 ha. Hỗ trợ bao ship nha. Cục pin D16 này, anh em nào có nhu cầu thì anh có thể mua. Rồi. Ở đây em sẽ có cái đế chuyển nè. Đế chuyển từ chân D21 qua M21 ha. Tức là anh em sẽ sử dụng cái pin phổ thông cho cái máy chân D21 thì anh em sẽ mua cái đế này ha, chứ còn ngược lại thì nó sẽ không có nha anh em. Ngược lại là không có ha. Rồi cái đế này thì là 100.000 một chiếc nha anh em. 100.000. Rồi tiếp tục là đây là cái đế chuyển dây nối dài. Thì nó sẽ gắn từ cái viên pin để nối dài ra, anh em gắn một đầu gắn vào viên pin, một đầu gắn vào thiết bị ha. Thì cái dây này thì giá là như là 350 hay 250 đó, thì bán cho anh em giá là 250.000, hỗ trợ bao ship nha. 200.000 thôi. Cái này 200.000, hỗ trợ bao ship ha. ADB01. Rồi. Ở đây em có một cái con máy khoan nè. Máy khoan của Hukan ha. Con này là động cơ, nó động cơ có than nha anh em. Mã nó là F9 ha. Máy này mới 100% luôn. Cộng 3 chức năng. Nhưng mà lực con này thì nó không có mạnh nha anh em. Con này lực của nó chỉ có 50 Nm/m thôi. Ví dụ như anh em nào mà mua về để bắt vít hay là ví dụ như thớ lỡ khoan tường đó thì cũng được. Hoặc là anh em thợ đó cũng thể mua con này xài cũng được nha. Tại vì giá rẻ ha. Con này thì hỗ trợ cho anh em giá là 300.000 đi. 300.000 hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Có 1 con à. Có 1 con bán 300.000 bao ship luôn. Rồi. Tiếp tục là có ở đây có con máy khoan của Deathtone. Con này chân D21 ha, mã là D21MK1375. Con này thì không biết ở đâu nó lòi ra luôn. Đó, lục kho ra thì thấy con này hình như là do cái này lúc trước có anh đặt mà anh không có lấy hay sao đó. Nên là nó còn tồn lại, chứ tại vì đợt trước thì có rất là nhiều anh em hỏi nhưng mà không có để bán ha. Thì con này giá nó là 500.000 tặng kèm đế chuyển. Thì em sẽ bán cho anh em giá là 450 luôn. 450 tặng kèm cái đế chuyển luôn nha, bao ship luôn. Đó, MK1375. Thì anh em lưu ý là con này là động cơ, nó động cơ có than nha. Lực của nó là 75 N, khoảng 3 chức năng. Có than ha, con này động cơ có than. Rồi tiếp tục là đây con này. Đó, con này ngon nè anh em. Anh em nào mà đang kiếm một cái con máy thổi lá, máy thổi lá mà motor không than mà động cơ to chà bá lửa như thế này. Đây là cái con mà D21x2MTB02. Thì cái con này lúc trước giá của nó đâu đó khoảng 2 triệu mấy anh em. Cái thân máy không á, 2 triệu mấy, hơn 2 triệu luôn. Nhưng mà hiện tại là nó giảm còn, chỉ còn nếu anh em nào lấy thân máy không thì sẽ giảm cho anh em còn lại là 990.000 thôi. Và bữa trước hết hàng nhưng mà không biết sao bên hãng kiếm ra được đâu đó mấy chiếc ha. Thì em lấy về đây để cho anh em nào có nhu cầu mua, anh em mua. Anh em nào mà có nhu cầu dọn vệ sinh, dọn ấy vườn đó. Trời ơi, con này nó thổi cực kỳ mạnh luôn anh em. Thổi mạnh lắm, con này thổi bao mạnh luôn. Nhưng mà nó có một cái là nó sử dụng tới hai viên pin lận, hai viên pin lớn ha. Thì nó máy nó mới chạy được. Và đặc biệt là cái con này thì nó sử dụng chân pin D, chân D21 á.
Nên là khi mà anh em chuyển qua đế chuyển thì nó sẽ có cái đế chỗ này, nó sẽ hơi bị vướng ha. Nên là bắt buộc anh em nào mà muốn sử dụng qua cái đế chuyển thì anh em sẽ tháo cái bộ khung này ra. Thì nó không ảnh hưởng gì anh em, tháo rất là dễ luôn. Bữa giờ có rất là nhiều anh em mua và em cũng tháo ra cho anh em. Đó, anh em tháo ra anh em gắn vào như thế này, tại vì anh em để như thế này gắn nó không vừa, bắt buộc phải tháo ra ha. Rồi, cái con máy thổi này là gọi là siêu khủng khiếp nha, siêu mạnh nha anh em. Đó, anh em mà mua về trưng bày cũng được luôn, mua về mà gắn vào để là nhìn nó ắt liền. Nó có cái ống thổi bự cho bá lửa này luôn. Đó, anh em nối dài ra ha. Nói chung hình ảnh của nó sẽ giống như thế này nha anh em. Đó, hình ảnh của nó sẽ giống như thế này. Rồi, giá của con này đó là bình thường là hơn 2 triệu, giảm cho anh em còn lại là 990 ngàn, hỗ trợ bao ship luôn. Cái này là thân máy thôi. Còn ví dụ anh em nào muốn lấy thêm pin sạc á thì có thể liên hệ để lấy thêm ha. Đó, thổi to ngon lành. Anh em nào mà mua trưng bày cũng được. Con này giá trị của nó tới 2 triệu mấy lần anh em. Rồi, ở đây em có một cái con bu lông 550 Pro ha. Cái con này là cái anh khách ảnh mua ha. Ảnh mua nhưng mà ảnh chưa có xài, tức là ảnh mới hình như cũng có thể là ảnh xài được 1-2 lần gì đó, cái đầu là có dấu rồi. Tức là ảnh mới bắn được chắc vài con ốc thôi. Đó, nhưng mà ảnh thấy không có phù hợp nữa nên là ảnh nhờ bán giùm ha. Thì cái con này thì hiện tại nếu mà anh em nào mà mua mới thì giá nó đâu đó khoảng tầm 950 tới 1 triệu gì đó. Đó, nhưng mà thôi con này anh em nào mà lấy thì sẽ tính cho anh em giá con này là 900 ha. Màu vàng 900 sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Đó, bu lông 550 Pro. Đó, 900 bao ship nha. Con này thì anh em mà xử lý những con ốc trên xe máy là gọi là ok luôn. Tất cả những con ốc trên xe máy nó đều xử lý được hết ha. Và con này em cũng sẽ vẫn hỗ trợ bảo hành cho anh em là 6 tháng nha. Đó, bảo hành cho anh em là 6 tháng luôn. Coi như là mới hoàn toàn á. Rồi, tiếp tục ở đây em có một cái con máy mài của Hukan. Không phải mà đây rồi. Đây, em có cái mã này nè. Cái mã này mới là đúng cái mã em đang sale. Đây là con máy mài của Hukan, mã nó là 1080 ha. Đây. Còn nếu mà anh em nào mà kiểu như là xài gia đình mà muốn một con máy mà vừa rẻ mà vừa xài có chất lượng thì anh em có thể tham khảo con này. Mã con này đó là AGX1080S ha. Con này thì giá của nó là 480 ngàn. Đó, anh em nào lấy thì em giảm cho anh em còn lại là 380, hỗ trợ bao ship nha. Thì nó sẽ có cho anh em đó là một cái đồ mở đĩa, một cặp chổi than, tay cầm vành trắng ha. Đó, và cái con máy nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi, 380 ngàn, hỗ trợ bao ship cho anh em ha. Rồi, tiếp tục coi còn cái gì nữa không. Ở đây là em có một cái viên pin, con viên pin này là 4015 Pro Max nha anh em. Cái mã mới nhất của Deadton á, thì hôm qua có anh khách hàng ảnh mua, anh ghé anh mua thì sau đó về anh sử dụng chắc được vài tiếng á, nên là anh thấy nó không thích lắm, nên là anh đổi qua cục pin 6A ha. Anh đổi qua cục pin lớn hơn để anh xài. Thì cái cục này thì anh mới xài được có chút xíu à, nên là anh em nào mua thì sẽ bán rẻ cho anh em luôn ha. Cục này bình thường anh em mua giá của nó sẽ là 650 là cái viên pin không. Nên là bây giờ thì bán gọi là bán rẻ cho anh em luôn là 600 ngàn ha. Sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Cũng gần như là mới 100% luôn nha anh em. Đó, anh mới về anh chỉ sử dụng chắc được chưa được một buổi nữa. Vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ là 6 tháng ha. Rồi, 600 ngàn hỗ trợ bao ship nha anh em. Rồi, tiếp tục là ở đây có cái con bộ máy khoan 12V của Hukan này nè. Cái bộ này là mã nó là CB12VV3. Thì con này nó sẽ bao gồm đó là một cái con máy khoan. Một cái con máy khoan là 1245, tức là 12V 45N. Con máy khoan 3 chức năng 45N nè. Thông số nó ở đây ha. Đó, tốc tối đa của nó là 1700 vòng trên phút 3 chức năng nè. Và thêm một cái con chuyên vít CV135, tức là lực của nó là con này là 50N đúng không? 135N chứ. Đúng rồi, con vít búa này là 135N ha. Thì một con chuyên vít, một con máy khoan, hai cục pin 12V 1.5A và một cái 12V 2A luôn, và một cái cục sạc ha. Có đựng ở trong cái hộp đựng bằng nhựa nha anh em. Đó, một tay thì em tháo được ha. Con này là 1.790.000. Đó, có tặng kèm cho anh em thêm một cái quạt nữa. Nhưng mà nếu anh em nào không có nhu cầu lấy quạt đó, thì em sẽ bán rẻ cho anh em luôn. Thì con này sẽ giảm cho anh em về giá là 1.500.000 đi. Thế bên kia là 1.800.000 đúng không? Bán cho anh em về 1.500.000 đi. Ok. Đó, 1.500.000. Thôi giảm thêm 50 ngàn nữa luôn, 1.450.
đó, 1.450.000 cũng hỗ trợ bao ship cho anh em. Rồi 1.450 hỗ trợ bao ship cho anh em nha. Anh em nào lấy thì có thể lấy ha. CB12VV3 đó, con này xài ngon lành nha anh em, 1.450. Rồi à, ngoài ra thì hiện tại là Detom nó có chương Ahuka nó có chương trình này ngon lắm anh em. À, đây là con máy hút bụi thùng 16 lít ha. Cái này 10 lít hay 10 à, 10 à, 10 lít, 10 lít mà lực hút của nó là 16 kPa. Con này hút cực kỳ mạnh nha anh em. Cực kỳ mạnh ha. Em test thử là hút một cục pin 15 cell và một cục pin 10 cell thì trọng lượng đâu đó nó khoảng tầm 1,5 kg thì nó hút lên bình thường nha. À, nó hai chức năng luôn, vừa thổi vừa hút, với lại là thêm cái chức năng là hút hút nước được luôn. Con này thì bữa giờ em bán cực kỳ nhiều và gần như là anh em nào mà mua con này về sử dụng cũng khen là nó lực hút nó mạnh, tiện dụng ha. Đó à, phụ kiện đi kèm này anh em thấy không, nó quá trời phụ kiện luôn. Một cái ống nối dài nè, rồi một cái sợi dây đeo nè, hai cái ống nối dài nữa nè. À, này là ống ruột gà ha, ống ruột gà kiểu anh em kéo ra co giãn được luôn. Rồi một cái ống hút khe nè, một hút bàn nè, một cái đầu kiểu hút chăn ra nệm nè, một cái bộ lọc HEPA ha, và bốn cái bánh xe đó. Thì giá nó là 1.390.000 ha. Thì anh em sẽ được tặng thêm một cái thùng đựng của Hukan ha. Thì theo chương trình của hãng là sẽ tặng cái thùng bự nha anh em, nhưng mà em sẽ đổi cho anh em thành cái thùng nhỏ này. Thì anh em sẽ được đỡ, nói chung là cái phí ship em sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em, chứ còn anh em lấy cái thùng bự thì ship nó rất là cồng kềnh ha. Và bên cạnh đó là tặng kèm cho anh em thêm một cái bơm xe Z1000 nha. Đó, tức là ba món, một hút bụi, một cái thùng và một cái bơm xe Z1000 thì 1.390.000, đó là thùng bự. Còn nếu mà anh em nào mà đổ qua lấy thùng nhỏ thì em sẽ tính cho anh em giá là 1.350.000 thôi. Đó, nếu mà đổ qua thùng nhỏ tính cho anh em 1.350 và hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Rồi. Rồi tiếp tục là sẽ có cho anh em đó là đây. À, đây là cái cục pin 4015 plus ha. Thì viên pin này đợt trước em có đợt sale giá về nó chỉ còn có 500.000 thôi, nhưng mà hiện tại thì giá nó đã tăng, lô mới giá nó tăng rồi nha anh em, nên là cục pin này 4015 plus này anh em lấy thì sẽ tính cho anh em giá là 590 và cũng hỗ trợ bao ship cho anh em luôn nha, 590.000. rồi pin này là pin 5A10C đó, em cũng còn một ít ha, bán cho anh em giá rẻ luôn, 650.000 một viên. Ở pin này dòng xả 10C anh em xài mài đục cắt được hết nha anh em, dung lượng là 5A ha. Rồi, mài AG100CB thì hiện tại nó có màu xám và màu xanh. Mẫu nói chung là con này là con mà gọi là em bán cực kỳ nhiều cho những anh em mà gọi là thợ ha. Thợ thì rất là thích xài con này, tại vì nó nhỏ gọn nha anh em. Mã AG100CB ha, nhỏ gọn, có đầy đủ phụ kiện. Một cái vành trắng nè, một cái tay cầm và một cái đồ mở đĩa ha. Con này rất là nhỏ gọn nha anh em. Tốc của nó tối đa là 8.500 vòng trên phút và nó sẽ có tổng cộng là 3 cấp tốc ha. Thì con này giá 850, giảm cho anh em còn lại là 800. À, giảm cho anh em còn 750 ha. Hỗ trợ bao ship cho anh em. Rồi, tiếp tục là ở đây em có con máy khoan bê tông, mã nó là M21RH2603CB. Thì lượt trước thì nó có chương trình đó là tặng kèm cục pin đó anh em, nhưng mà giờ hiện tại là hết rồi nha. Giờ chỉ còn chương trình lẻ thân máy như thế này, thì giá của nó là 1.550. Thì cái phụ kiện đi kèm đó, nó sẽ có 3 cái mũi khoan size 80-12 như thế này, một cái chụp hướng bụi ha, và một cái thước đo độ sâu. Đó, nó có màu xám rất là đẹp. Lực của con này đó là 2.6 joule nha. Thì giá của nó vẫn là 1.550, nhưng mà anh em nào lấy thì em sẽ giảm cho anh em về là 1.150.000. Đó, hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Cái này thì số lượng nó còn ít lắm anh em, còn có vài chiếc thôi. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ ha. Nói chung đèn thì hôm qua giờ anh em cũng mua khá là nhiều, em cũng còn được chắc cũng đâu đó khoảng tầm 10 mấy chiếc á. Đó, nên là anh em nào có nhu cầu mua đèn có thể liên hệ mua ha. Rồi con 1055BL hiện tại cũng đang có giá tốt nha anh em. Con này là con khoan 3 chức năng đầu 10 ly ha. Thì con này em đang hỗ trợ cho anh em giá là 690.000 á. Rồi con máy mài AG100BT thì hiện tại có màu xám và màu xanh cho anh em. Thì con máy mài này á thì công tắc của nó là công tắc bóp, và con máy này là con chạy êm nhất trong cái dòng máy mài của Detom nha anh em. Giá là tính cho anh em cũng là 750 luôn ha. Hỗ trợ bao ship cho anh em. Rồi em có thêm cho anh em đó là con 13100 plus, con khoan 3 chức năng nha. Phiên bản này là phiên bản không có sung, hộp giấy ha, không có tay cầm. Thì con này thì anh em nào lấy thì tính cho anh em giá là 950. Bao ship cho anh em. Rồi có con bơm một thiết bị Rimaru ha, con này hỗ trợ cho anh em giá 650 thôi. 650 cũng bao ship luôn.
Hoặc là anh em nào mà có thể lấy con cần một con máy thổi thì sẽ có con TB03 này ha. Con này thì giá là 750 ha, giảm cho anh em còn lại là giảm cho anh em về 450 đi. 450 hỗ trợ bao ship luôn. Rồi thì nói chung là mỗi ngày em sẽ cố gắng lên cho anh em một ít cái chương trình, tức là em sẽ vừa dọn cái kho ra, có những cái mã nào mà cần thanh lý hoặc là hộp đựng nó xấu gì đó thì cũng sẽ bán rẻ cho anh em ha. Đó, ví dụ như ở đây có con máy cân mực rồ măng này, mã R223, con này 5 tia nha anh em. Thì nó sẽ có 5 tia sáng, nói chung là sáng lắm, 4 tia đứng và 1 tia ngang. Thì con này bữa giờ bán cũng nhiều nhưng mà nó vẫn còn lại một ít. Thì con này anh em nào mà lấy thì tính cho anh em giá là con này là 750, giảm cho anh em về giá là 650 đi, 650 bao ship. 650.000 bao ship nha. Rồi tiếp tục là có con máy hàng que ha. Hàng que gia đình thì mã nó là ZX7 gạch 200F ha, mini. Nói chung là con này nó gọn nhẹ lắm anh em. Thì giá hỗ trợ cho anh em sẽ là con này là bình thường giá 950, 950 hay 1 triệu gì đó. Nói chung là cũng cao cao, tính cho anh em về giá là 830, hỗ trợ bao ship nha. Rồi, ở trong này thì em còn con hàng mà hàng mic nè, anh em nào cần con hàng mic mini nhỏ gọn thì có thể mua con này ha. Hai chức năng nha anh em, vừa hàng mic vừa hàng que được luôn. Thì đi kèm theo nó đầy đủ luôn. Nói chung là nó chỉ còn thiếu cái dây hàng về, anh em chỉ cần mua thêm que hàng là dây hàng anh em gắn vào là anh em xài được. Đó, con này thì giá của nó là 1.950.000 ha. Em giảm cho anh em còn lại 1.500.000, hỗ trợ bao ship luôn. Con hàng que hay là hàng mic ha. Đó, con này hàng mic không khí nha anh em. Không có khí ha. Rồi. Ở bên này thì có cho anh em đó là con này là con máy cưa xích ha. Cưa xích dùng pin 2 pin, mã nó là CX16BL, con này giá là 1.980.000. 1.980. Đó, sale cho anh em còn lại là anh em nào lấy thì tính cho anh em giá 1.800.000 đi. 1.800.000. Con này bao ship luôn được. Được luôn. Ok, 1.800.000. Hỗ trợ bao ship nha. Rồi. Ngoài ra cũng có những con máy cắt sắt nè. Máy nén khí nữa ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua cái sản phẩm nào đó thì anh em có thể liên hệ giùm em ha. Rồi, cảm ơn em. Xin chào và hẹn gặp lại.